hay. Đặt một chuột cống mà nó không vô, chuột tơ. Má nãy chạy gặp tụi cống nó bật phát lên nó máng nó móc rồi tôi rút tay ra không được đâu. Còn nó tụi cỏ nó ngu cũng bằng má cái con cái kẹp giò này kẹp đâu nó không xuống chứ gặp tụi cống hay cơm hả? Sao ở đâu không đặt đi đâu không nội? Nó lỡ bật xuống thôi để đó từ từ tới ra. Nó máng vô cái móc rồi. Máng vô cái ngón tay hả? Gà chấm hầm gà. Cơm chưa vô cái là đặt cục cơm luôn. Từng bán thăm xong hay không? Mấy chục nữa không con bị. Con không bị bắt tài thăm lại ở dưới rồi. Chục nhỏ lắm anh. Chục 300 gram. Dập người vô khỏi xấu. Dính cống tờ rồi. Ủa cái gặp nó dài ở đâu đây trời. Không cái. Ơi. Nó tính làm phèn gì vô. Phèn nó dễ thiệt. Mà gặp này gặp mới mình nó ấy. Nó đi phèn ấy. Làm phèn là phải làm móc gì nè. Nó nói phớt phớt mình nghe chứ. Có lại hai thằng luôn. Dạ. Ừ. Bạc ngon quá, sảy. Nó ngoài. Nó ngoài chuột nhiều nó ngoài. Chuột chạy cặp hàng gạo này mai còn đặt được nữa. Chụp luôn, có qua tay chụp luôn. Nó đây nè. Đâu? Mới dưới đây luôn. Xuống rồi. Chỗ bên trong rồi. Chụp này. Ừ. Cái cỏ nó cho dính cái hồng kìa. Ủa dính chuột mini tôi móc cái lỗ ác rồi má có mấy cái lỗ này đặt rồi cái con chuột mini mini móc lỗ rồi tí này thả đi thôi bán sao không để vô lòng này nó chết rồi sao trời con ha bắt mấy con này nè bị kiến cắn kiến ăn không hết rồi còn con nữa bắt gì rồi để trong này nó con cũng gành chắc người lớn con không biết chú ơi dính chuột lớn và dính chuột bự nó không vô. Hai cái dính hai con hả? Nè. Nè. Đừng nói là chịu dính mấy cái quần què gì nó đâm xuyên áo đau đấy bay. Mấy cây đang thui lùi luôn á, cuối đó nè nó nè.
Nhưng mà anh dẹt, anh dẹt luôn. Thế nào? Có đường chui ra mà không ta đặt trên đó hay hơn. Công cờ đi ra đánh 18. Từ chỗ này đi ra đánh 18 cái không công cờ. Đánh 8 cái hết trời. Ôi trời, con nó nhỏ lắm. Đi tâm chuột mà ăn dạ cái tự lần. Cái gì? Con luôn. Đây hai con luôn. Trên xuống một con. Dư lên con. Chết luôn ngoài tại. Dần chuột có đặt có 170-180 cái gặp mà nhiều con vậy. Tính đều đều cái con nha, to không. Dần gặp của Khang bữa nay có lý nha. Con chuột bự hoành kia luôn nè. Ngon.